Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay chiếc máy bay khổng lồ của hãng Chela Airlines cất cánh ở sân bay Nội Bài. Mình quay chiếc máy bay với góc quay ở dưới thấp. Góc quay này mới thể hiện được hết vẻ đồ sộ của chiếc máy bay được mệnh danh là nữ hoàng của bầu trời này. Chiếc này có chiều cao tổng thể lên tới 19,41m, tức là tương đương chiều cao của một tòa nhà 6 tầng. Đây là một chiếc Boeing 747-400F chở hàng chuyên dụng. Hãng hàng không quốc gia của Đài Loan, Chela Airlines, hiện tại đang vận hành 17 chiếc loại này, nhưng hãng đang dần thay thế bằng loại Boeing 777F. Nhìn từ phía sau có thể thấy các cánh tà đồ sộ của chiếc Boeing 747-400. Đây là các cánh tà còn chưa mở hết, nó chỉ mở hết ở chế độ landing. Bây giờ chiếc 747-400F của Chela Airlines bắt đầu chạy đà để cất cánh. Nó cất cánh ở đường băng 11R sân bay Nội Bài. Cỗ máy khổng lồ nặng hơn 400 tấn đã nhấc mình lên khỏi mặt đường băng sân bay Nội Bài. Còn đây là pha hạ cánh của một chiếc Boeing 747-400F của Chela Airlines xuống đường băng 11 trái sân bay Nội Bài. Các bạn hãy quan sát bộ bánh xe phía sau của nó với 16 bánh chạm mặt đường băng. Hãng không này có logo là hoa mận, loại quốc hoa của Đài Loan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.